Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Quý vị có bao nhiêu chương mục về hưu? Đây là thời điểm tốt nhất, liên lạc ngay với anh Ted Ngô CFP 714-377-8700. Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Đào 714-899-2000. Thẩm mỹ viện đẹp lầu 2 trong khu Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Đào 714-799-5000. Nhà thuốc Tây Procare Pharmacy 714-899-1111. Singtronic, Sing Like a Star 714-554-4200. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà phê sáng của anh em chúng tôi. Trước khi gửi đến quý vị những bản tin mà quý vị đang gọi là theo dõi đó, thì tôi phải nhờ anh Donald Trần để coi thị trường chứng khoán đã mở cửa rồi và thì cái điểm nó đang lên xuống như thế nào. Vì nghe đâu là ngày hôm qua đó, cũng như là khi mà thị trường chứng khoán mở cửa trở lại, cái hiệp định thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc nó cứ chập chờn, lúc thì nói rằng là sẽ được, lúc thì nói là sẽ bị hoãn lại đó, làm cho thị trường chứng khoán nó cũng không được yên tâm cho lắm. Nhưng mà trong khi anh Donald Trần gửi đến quý vị những cái tin về thị trường chứng khoán, không biết anh đã có chưa? Dạ, có cái điểm ngày hôm nay mở cửa rồi, dạ, như thế nào? Khi mở cửa ra thì tất cả thị trường hôm nay đỏ. Ồ, thì là xuống hết. Thì như là Nasdaq là xuống 4.70. Dow Jones 30 thì xuống 30 điểm, còn S&P 500 là xuống 2 điểm. Thành ra như anh nói, dạo này tin tức nó cứ lên lên xuống xuống. Nhưng mà khi mà cái thị trường nó dao động như vậy thì thường thường là những người nào mà ta biết làm là người ta make money, tức là người ta theo dõi, người ta khi mà thường thường thị trường mà nó đều đều, thường thường không có activity nhiều. Tôi thấy hình như là từ cái lúc mà hiệp định thương mại Mỹ và Trung Quốc nó cứ gọi là lúc thế này lúc thế kia đó, dạ, thì thị trường chứng khoán nó cũng nhảy theo, lúc nhảy thì màu xanh, lúc thì màu đỏ, mà có lúc thì nó rớt cả mấy trăm điểm. Đúng. Có lúc thì nó lại lên lại được mấy trăm điểm. Cho nên cái này cũng đứng tim thôi với quý vị khi mà đi theo thị trường chứng khoán như thế này. Đó là những con số mới nhất. Vàng hôm nay thì tôi đang nhìn thấy là 1.283 đồng. Đó, Nasdaq kìa, đó đang có những cái điểm xuống, rồi Dow Jones đều màu đỏ hết. Cái gì cũng đỏ, chỉ có dầu. Dầu hôm nay đang lên được tí, tức là 15 xu, tức là 56 đồng 74 xu cho một thùng dầu thô. Giá vàng hôm nay thì cũng đã hạ nhiệt rồi. Mấy ngày hôm trước thì lên tới 1.300 mấy chục đồng cho một ounce vàng. Hôm nay thì xuống còn 1.280 mấy đồng. Trở lại với tình hình của thế giới, ngày hôm qua thì ông Juan Guaido là lãnh tụ đối lập của Venezuela đã trên máy bay trở về Venezuela. Ông không sợ lời đe dọa từ ông Tổng thống Nicolas Maduro. Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela nói rằng là lãnh tụ đối lập Juan Guaido mà nếu về nước thì sẽ bị bắt ngay lập tức. Đó, nhưng thế nhưng ông ngày hôm qua đã đáp xuống phi trường Venezuela mà không sợ bị bắt gì cả. Ông Guaido nói rằng là ông tới phi trường chính của Venezuela nằm cách thủ đô của Caracas khoảng 40 cây số. Ông nói rằng ông đi qua cửa biên giới của sở di trú mà không bị đòi hỏi gặp khó khăn gì hết, cho nên rõ ràng là ông ta đã về nước một cách an toàn. Bây giờ thì ông đang là chuẩn bị để xuống cuối tuần này kêu gọi mọi người xuống đường để biểu tình thêm nữa, một cuộc biểu tình lớn để chống lại chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro. Trong ngày hôm cuối tuần đó thì ông Juan Guaido đã đi một số những nước láng giềng ở Nam Mỹ, và khoảng 50 quốc gia khác trên thế giới đều đã công nhận ông Guaido là tổng thống hợp pháp của Venezuela. Ông đi các nước ở thuộc cái gọi là khối châu Mỹ Latin đó để mà gọi là kêu gọi ủng hộ cho ông, cũng như là kêu gọi tiếp tục ủng hộ cái việc viện trợ nhân đạo cho Venezuela trong những ngày sắp đến, mặc dù là Tổng thống Nicolas Maduro nói là không cho hàng viện trợ vào trong Venezuela và nói rằng là cái nền chính trị của Venezuela đang bị ảnh hưởng bởi chính quyền Hoa Kỳ muốn cho cái chính thể của ông bị lật đổ. Chúng ta đang chờ đợi thêm những cái bản tin này nó như thế nào. Mà tôi nghe nói đâu ngày hôm nay đó là chính quyền của Tổng thống Donald Trump
có nói rằng là sẽ trừng phạt Cuba thêm những cái vụ cấm vận, tại vì Cuba là cái nước mà hậu thuẫn cho ông Nicolas Maduro, chính quyền của Venezuela hiện tại, thì không biết là sẽ trừng phạt như thế nào. Anh Phát Bùi có theo dõi cái tin này? Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay ông John Bolton đã lên tiếng chính thức nói rằng chính quyền của Tổng thống Trump sẽ đưa ra một số những cái loạt mà cấm về vấn đề tài chính đối với quân đội của Cuba, bởi vì quân đội Cuba đã yểm trợ cho cái chính quyền độc tài và của ông của Venezuela bằng cái những hình thức như là tình báo, cung cấp những vấn đề tình báo để mà giúp cho chính quyền của ông Maduro có thể kiểm soát cũng như là đàn áp những cái người biểu tình. Hiện giờ nó đã lên đến cả triệu người đứng lên biểu tình cái chính quyền hiện thời của ông Maduro. Và vì vậy mà Hoa Kỳ quyết định sẽ gia tăng cái biện pháp trừng phạt Cuba. Nếu mà như vậy thì từ thời của Tổng thống Obama nới lỏng những cái cấm vận nè, rồi có những cái quan hệ ngoại giao nó bắt đầu đã gần như là bình thường trở lại, mặc dù vẫn còn những cái hạn chế lắm đó, thì Cuba và Hoa Kỳ hiện nay vẫn chưa có những cái thiết lập những cái bang giao gọi là bình thường lại được. Gặp ngay lúc mà Tổng thống Donald Trump lên làm Tổng thống cho tới ngày hôm nay đó, thì ông Trump vẫn thường xuyên nói rằng là ông không có thích lắm với cái tình hình đất nước của Cuba. Vì thế ông không có gọi là mong muốn thiết lập một cái quan hệ ngoại giao bình thường với lại Cuba được. Bây giờ lại thêm cái vụ mà gọi là Cuba ủng hộ cho Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela như vậy đó, thì làm cho Tổng thống Trump chắc phải nổi giận lên. Như vậy thì sẽ có thêm nhiều cái biện pháp để mà trừng phạt thêm nước Cuba nữa. Đúng là như vậy. Thì hiện giờ chính quyền của Tổng thống Trump đang dự định là sẽ kiểm soát, tức là tạm thời lấy những cái tài sản của những cái người mà có liên quan đến quân đội của Cuba. Và hiện giờ thì cũng có một số người lên tiếng cảnh giác là cái việc làm đó sẽ có thể sẽ không có hợp pháp, và Tổng thống Trump có thể sẽ không được quyền làm đó và có thể sẽ bị kiện ra tòa khi mà những cái người đó bị niêm phong những tài sản của mình. Vâng, trở lại với tình hình của thế giới đó, chúng tôi quay trở lại một tin về Biển Đông ngày hôm nay. Tình hình của Biển Đông như thế nào sau khi cái cuộc họp mà thượng đỉnh giữa Mỹ và ông Kim Jong-un của Bắc Hàn ở tại Việt Nam đó, thì sáng ngày hôm nay có những cái bản tin trên thế giới nói là cái đảo Thị Tứ ở Trường Sa mà Phi Luật Tân đang là chiếm đóng trái phép hiện nay đang bị ngư dân của Trung Quốc vây hãm. Và họ nói rằng là Bắc Kinh đã điều một cái lực lượng lớn ngư dân giả dạng là những người ngư dân là lính đó, đã tới cái đảo Thị Tứ này để mà ngăn chặn hoặc là phá hoại những cái gì mà người Phi Luật Tân đang chiếm đóng tại đây. Bản tin cho biết đảo Thị Tứ là một đảo san hô thuộc cụm Thị Tứ của quần đảo Trường Sa mà quân đội của Phi Luật Tân chiếm đóng từ 1960. Trên này có một cái phi đạo dài 1.200 mét mà quân đội của Phi Luật Tân đã cho sửa chữa trở lại. Hiện nay thì đã đưa ra những cái Bắc Kinh đang nói rằng là đảo Thị Tứ này là một phần của Trung Quốc. Họ đã đưa ra những cái thí dụ như là những cái tàu mà của quân đội, nhưng mà là giả dạng là tàu đánh cá, để mà đi qua đi lại để cản trở những cái công việc của cái người Phi Luật Tân đang chiếm đóng tại đây. Ngày 8 tháng 2 vừa qua đó, thì thưa quý vị, Trung Quốc đã bị cơ quan sáng kiến minh bạch hàng hải thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Hoa Kỳ là cáo buộc là đã điều một cả trăm tàu đến khu vực đảo Thị Tứ này để mà cản trở những công việc của đảo Thị Tứ này. Tôi chưa thấy là bên Việt Nam mình lên tiếng về cái vấn đề Trung Quốc đưa hàng trăm tàu tới đảo Thị Tứ này trong ngày hôm qua hay là ngày hôm nay. Chắc chắn là sẽ có lên tiếng, tại vì cái khu vực này đó thì quân đội của Phi Luật Tân đang là ở đây, mặc dù đó là của Việt Nam. Quần đảo Trường Sa, thưa quý vị, chỉ có thể thuộc về chủ quyền của Việt Nam, hoặc là nếu mà có cái hòn đảo nào mà nó quá gần Philippines thì nó thuộc về Philippines, như là cái quần đảo Scarborough Fair. Thì thưa quý vị, Trung Quốc hiện nay đó, trong quá khứ cũng đã từng làm những việc đối với Phi Luật Tân, là họ cho những cái tàu đánh cá đến bao vây chung quanh cái hòn đảo nào mà họ muốn
cản trở Việt Nam hoặc là phi luật tân để mà làm gì? Để mà làm cho những cái sự tiếp vận lương thực cũng như là nước uống đến những người đóng ở trên hòn đảo đó không có được tiếp tế lương thực và nước uống. Và như vậy thì áp lực phi luật tân có thể phải rời bỏ hòn đảo này. Đó là họ đang là áp lực đó. Tức là họ nói rằng là cái đây là một cái phần của Trung Quốc, cho nên họ nói họ muốn tất cả những người phi luật tân đang là ở trên cái đảo này là phải ra khỏi cái đảo này để mà đây là đòi lại cái đất của Trung Quốc. Nhưng mà đây là một vấn đề tranh chấp, tại vì có những cái đảo ở ngay Biển Đông đó anh. Tôi thấy là cả nhiều nước tranh chấp lắm và nói là của mình. Thí dụ như là cũng có một phần của phi luật tân của Việt Nam mình cũng đòi rồi, tới bên Đài Loan vân vân. Thì trên sách vở của quốc tế thì đảo đó là của ai, nếu mà mình coi trên cái sách vở của quốc tế theo như luật của quốc tế thì cái phần nào mà nó nằm thuộc về cái thềm lục địa của Việt Nam thì của Việt Nam, phần nào mà nó nằm trong cái khu vực thềm lục địa của phi luật tân thì nó phải là của phi luật tân. Bởi vì quần đảo Trường Sa nó gồm rất nhiều hòn đảo chảy dài từ gần phía bắc phi luật tân, phía bắc của tức là phía nam của quần đảo Hoàng Sa xuống tuốt cho đến gần Indonesia và Singapore. Như vậy thì nó nhiều cái đảo ở đó mà ai cũng muốn làm chủ quyền hết. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho Cà Phê Sáng ngày hôm nay.